Cua khiêu vũ. Cua khiêu vũ hay này anh em ơi. Chuối chạy à? Chuối biến hành nhiều quá rồi. Sáng à? Anh hát hay quá, đừng hát nữa anh ạ. À, hát cho anh em. Hát bài Deja Vu cho anh em nghe mà anh em lại kêu đừng hát nữa. Quý anh em lắm thì tôi mới hát Deja Vu cho anh em nghe nha. Anh em nói vậy tôi hát thêm nữa bây giờ. Chiu chiu. Rồi, a xe đẹp. Là cái mã 5 tiền 3 sao long tộc cho anh em mới được. Lâu rồi không chơi 5.5 mà. Chắc là bữa mới hôm qua đúng không Cường Quy Quy? Anh em cứ sang đây đi, anh em cứ sang đây đi. Chơi anh Trung Vũ ơi. Chơi game một game nữa rồi em nghỉ. Em lấy được viền nên thôi à? Viền này ngầu thế nhở, nhưng mà viền này không được vĩnh viễn. Buồn. Nếu mà được vĩnh viễn thì phê. Nhưng mà công nhận là về sau mình nghĩ là cái viền này khả năng nó cũng sẽ ra đấy. Kiểu vĩnh viễn ấy. Luôn là đi chợ sớm à. Luôn là đi chợ sớm thì cũng không ấy lắm. Set đó, chơi game thì bảo nó phải ra anh em ạ. Còn anh em mà bảo mà không ra thì chịu. Bảo thì phải ra, không ra là đấm. Ba long tộc sớm này. Ôi nước đi liều lĩnh của Nlai. Tận dụng đồ là tốt, nhưng mà khó để có thể thắng anh Cường rồi. Anh Cường bây giờ là vô địch rồi đấy. Vô địch cái sân đất nền này rồi đấy. Kalistan. Cung xanh à? Cung xanh hơi phèn nhỉ. Mẹ vô cực đi. Ra mấy hai con này thì nó cũng như nhau thôi các bạn. Nhưng mà đầu game thì mình thấy là con này sẽ có khả năng ấy hơn. Khả năng đi bắt lẻ. Khả năng đi bắt lẻ ổn hơn. Asura hình như đang rất là mừng khi mà lên được Kalista 2. Nó bị cào cào anh. Cào một cái. Cào đi em. Cào một cái thôi. Cào thế giới. Cào cái thứ hai này. Cào cái thứ hai. Ui dồi ôi, 3.000 đam ạ. Con Kha'Zix này cào đơn mục tiêu là đam rất là to nhé em nhé. Thêm 900 sát thương khi mà không có đồng minh liền kề. Nếm mùi sợ hãi. Rồi lên thẳng level 5 thôi.
Xét đại ca. Đây rồi, đôi giày à. AFK. Cường quy quy AFK, thế nên là con này chắc chắn sẽ là một con mồi tiếp theo của anh em mình. Còn mình sẽ sang đồ cụ leo danh để làm phép. À, gặp luôn rồi, hóa ra là nổ hũ leo danh bị lừa. Bị lừa để cào cào nhà mình, nó cào cho. Thực ra anh sang đây anh nhảy múa thì cũng nhằm cái mục đích đánh lạc hướng thôi. Đánh lạc hướng dư luận. Clip 10 thông đạo của em phê quá. Bữa nay chơi khả năng em chơi cũng có 2-3 trận 10 thông đạo. Sao mất chuột rồi. Có cái gậy nào không? Không có cái gậy nào. Đấy à. Music lấy hàng của anh rồi. Zira luôn à. Bây giờ thì chắc là cần mỗi set nữa thôi các bạn ạ. Mỗi set nữa thôi là end game rồi. Tầm này chắc là quả trứng tầm 3 stack thì chúng ta mới có được set. Con Nautilus làm choáng rất là khó chịu anh em nhá. Ở cái cột nút 3 sao của nó ấy, làm choáng 5 giây. À, music chơi gì đây? Lê Xin à? Lê Xin ra xua à? Ma sứ này. Thiên thần không thích chơi. Thần sứ không chơi, thích chơi ma sứ. Áo choàng bạc, 5% tốc độ đánh và miễn nhiễm hiệu khống chế. Trứng nở. Không có set 2. Ổn áp. Như này không? Hai sát thủ không? Sát thủ đầu mâng mủ à? Sát thủ đầu mâng mủ thì... cảm giác như nó không ấy bằng... đầu sĩ với cả thần sứ các bạn ơi. Ai đây? Cường Quy Quy. Sau khi mà AFK về thì đã có 50 tiền. Giàu chưa? Giàu chưa? Năm chuỗi thắng là có anh em ơi. Làm nhẹ một cái mã 5 tiền 3 sao đi. Trứng rồng thì liên tục là nở. Lõi 2 có huy hiệu của long tộc là bú nha. Lại là Udi. Yasuo 2 rồi, đồ là đẹp này. Music dạo này chơi điện tử nhiều quá rồi đấy. Bữa trước là anh thấy music là ít chơi, thế nên là hay bị out top. Bây giờ là music chơi điện tử quá nhiều rồi. Những cái mức mà level 8 được 5 à, level 9 5 tiền 3 sao là hiểu vấn đề. Đai máu à? Thì đây. Lại một set. Mình sẽ lắp cung xanh thêm một cái này nữa. Set 2 rồi. 2 click thì có thể lên level. Bây giờ lên thì cũng không làm được gì các bạn. Pha này khả năng cao là gặp nờ lai đúng không? Khả năng cao là gặp nờ lai này.
Sao còn chơi nha anh Lê. Anh Lê ơi. Ui rồi ôi. Đọc vị kìa. Tưởng cao mà không được cái con Senna đấy thì thôi bán luôn Kha'Zix đi chơi cái gì nữa. Anh em nhở? Làm việc thế này là chết đi. Sương sớm à. À, ý chí rồng thiêng, túi đồ siêu hùng. Ra thì túi đồ siêu hùng hay là ý chí rồng thiêng thì cũng ngon. Nhận 9 tiền thì anh em mình sẽ có một cái sự đột biến rất là lớn đúng không? Đây gọi là khả năng đột biến. Nghĩ chúng ta nên đổi đồ luôn. Kha'Zix thì tạm bợ thôi anh em ạ. Nhân vật chính của chúng ta thì chắc vẫn là Nocturne. Ui. Một cạp. Cảm giác rất là xanh. Mấy game mà đánh long tộc mà xanh như thế này thì chơi cực sướng. Cứ Exodia mà chơi cho tôi. Cứ 5 tiền mà chơi nha anh em ơi. Nở lai ngộp rồi. Nước đi liều lĩnh này là ngộp rồi. Đại cao thủ bị anh em đồng đoàn hành thế này ở nở lai ơi. Sao cứ bị anh Cường đấm nhỉ? Anh cũng không biết trả lời như nào luôn. Hay này. Ôi dồi ôi, AF của tôi. Cảm giác như mấy con sát thủ này cực kỳ khó chịu anh em ơi. Cực kỳ khó chịu với con sát thủ nóc đơn này. Kiểu đối đầu cứ kiểu cay cay kiểu gì ấy. Mình mà bị con nóc đơn này mà bị bắt mất cân carry nhờ. Trời. Khó chịu vô cùng tận. Raven Galio, trời ơi. Mình mà lấy cái trẻ khỏe tự do lấy được Galio rồi. Trẻ khỏe tự do. Chắc là mình sẽ lấy Nocturne luôn đi anh em ơi. Biết là lên được Nocturne 3 không. Nhưng mà cố thì mình nghĩ vẫn có thể lên được ấy. Đó là Zebra ở đây. Vội rồi. Wow, Nocturne 3 luôn à. Lõi 3 xoay bài tự động không? Để mình check lõi xem là có tỷ lệ xuất hiện lõi 3 không nhỉ? Bạc vàng. Bạc vàng à? Bạc vàng. Không có lõi bạc. Cái gì đây? Ra xua 2 ăn Nocturne 3.
Không phục. Sasuke 2 mà Nocturne 3 thế này. Không phục. Asura này. Không ra cho mình con đấy ta. Mất 6 máu nhẹ, nhưng mà 6 máu ở cái map này thì cũng bằng một con Teemo rồi. Đúng không anh em? 6 máu cũng bằng một con Teemo rồi. Ivern à. Nocturne của chúng ta thì mỗi đòn đánh thứ 3 sẽ gây cái sát thương liền kề. AC. Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ làm kẹp thêm một chút bí ẩn vào. Khi mà chưa có được Galio. Quá là dội luôn. Galio. Fix đồ stick 2 rồi. Không có một con Galio nào hết á. Game này là game gì vậy anh em? Văng game à? Ở con này vào đây mới đúng. Con này chứ. Tà thần vào mới chính xác chứ. Galio bị tuyệt chủng à? Tuyệt chủng khỏi bản đồ đấu trường à? Thôi không roll nữa đâu anh em ơi. Con này không, mình bỏ long tộc luôn cũng được ấy. Tại vì là mình muốn lên thử Teemo 3 quá à. Xoay bài tự động thì không có rồi. Wow, bí ẩn nó xét. Mình sẽ lấy tuyển nhân sự đi. Kéo bỏ luôn long tộc đi quá. Đây à. Sát thủ, 4 sát thủ. Tại vì mình không có đủ 5 long tộc các bạn ơi. Giờ chơi cũng phí. Bảo băng game rồi à? Đây đi. Fit đồ 3. Nó vẫn giữ một slot à? Cường quy quy cũng là tuyển nhân sự luôn này. Cảm giác con Nocturne nhưng mình khó chịu quá anh em ơi. Zebra. Bây giờ tích tiền lên level 9 để roll tìm Teemo quá nhở. Làm cái mã Teemo 3 cho anh em trầm trồ đi. Tà thần khó. Thôi bán long tộc đây. Không nhất là phải long tộc các bạn ạ. Thần sứ. Xem nào, gặp ai. Nờ Lai à? Lại cà cuống thế này. Đại các thủ cà cuống là Nờ Lai ơi. Trả lại Nờ Lai cho tôi đây. Tôi không cần Nờ Lai cà cuống.
Tôi cần The Light đại cao thủ. Kale Aksan chúc phúc được cái gì nhỉ? Thìa vàng à? Thìa vàng chúng ta đập thành chảo cũng được. Tà thần này cần cái gì ta? Kháng phép à? Ngốc tơn 3 rồi anh em ơi. Là cái mã kháng phép đi. Sáu quân đoàn à? Có chứng nở em được cái gì nốt. Wow wow wow. 64 tiền để có thể lên level. Tái tạo này hình như là bấp cho cả team mà. Ồ. Hình như là chỉ những cái tướng tái tạo thôi anh em ơi. Ừ, hình như chỉ có mỗi tướng tái tạo thôi. Xem con Yasuo này nào. Yasuo của ấy lộng hành quá. Music lộng hành quá. Để anh lo. Để anh lo. Bảo cũng bay màu rồi à. Anh em bay màu hơi sớm. Ivern vào đây đi. Cảm giác không có long tộc thì anh em mình cũng khó để có thể lên cấp sớm nhỉ. Nổ hũ leo rank lên level 10 rồi à. Quỷ đấy. Đây rồi ác quỷ này. Yasuo 3 Asuna. Lại gặp cương quy quy. Thôi xong rồi. Đúng cái chỗ hiểm thế này. Cố làm cái mã Timo 3 đi anh em ơi. Thực ra phải có 5 long tộc ấy thì anh em mình mới có những cái bùa, à những cái quả trứng có nhân bản này nọ ấy. Nhưng mà mình không có 5 long tộc, rôn mãi không có Galio thì chịu rồi. Thế thì chịu. Không biết cái đội hình lần này có ăn được cua nguy hiểm không nhờ. Ui lại một. À tưởng nhân bản tưởng cỡ lớn. Ô Heimerdinger Validia này. Mình đập cái này đấy. Một ấn tà thần thì cho Garen cũng được. Năm tà thần. Đây rồi. Đâu rồi đôi giày. Timo ơi mau xuất hiện đi 10%. Mong là nó sẽ ra nhiều hơn. Bây giờ mới có Galio. Một cháu Timo này. Rồi chúng ta sẽ đi săn Timo thôi.
Chimo thì mình sẽ thay vào Hammer như này à? Level 2. Asura đổi này. Karen trâu thế nhở? Lên level 10 không nhở? Hay lên level 9 Ronda à? Có nha em ơi. Em muốn gỡ là được, được. Xong game này là có muốn gỡ thì anh để cho gỡ. Ôi, Fiddle Stick 2. À. Giờ sao đây nhờ? Lên 10 roll à? 72 tiền mới lên được 10. Còn nếu mà chúng ta muốn chắc top 1 thì chơi Fiddle 3 rồi, đúng không? Muốn chắc top 1 thì chơi Fiddle 3 thôi. À, music này. Là chẳng là nhiều đấy. Ui, chém ác quá nhờ. Đúng, chém ác quá. Mua sức khỏe nha. 76. Ôi con tim mô này, ấn tà thần. Bùa xanh. Ai à. Ấn tà thần thì chắc là mình không cần nữa. Lấy cái này đi. Ôi lấy được con tim mô kia là tim mô 2 rồi. Ôi, cũng có team mô 2 anh em ơi. Quen. Anh gấu. Mình nghĩ là cho đồ cho Ivern thì nó cũng rất là khó chịu. N-line này. Tự nhiên là muốn lên gấu 3 à? N-line à đâu, nổ hũ leo rank, nổ hũ leo rank mà sống được cái mạng này thì anh thấy khả năng 5 tiền 3 sao là rất cao này. Khi cuộc chơi chỉ còn 2 người. Khi cuộc chơi chỉ còn lại 2 người. Đánh với music thì mình nghĩ chúng ta không cần này lắm. Không biết lên được team mô 3 không. Khó lên 10 quá anh em ơi. À, đúng rồi chị Nhân ơi. Solo 1-1 đấy. Là không thể gọi là con nào gọi là thành bại được Timo cả. Ui cua nguy hiểm này.
10%. Bây giờ là chúng ta mới có 4 con tim mô thôi. Cái khung này như hết sự kiện mùa 5.5 là hết LXD ơi. Mình ăn được. Music ăn được không? Ăn được này, hay này. Ma lên cấp. Quỷ thư à? Không có trang bị mana. 45 máu à? 10% thôi anh em ơi. Bây giờ mà Rona được 4 con nữa thì cũng rất là khó. Thôi để lên cấp đi. Hack cái não nhau này. Ai da, con Viego, con Viego. Viego nó bắt Timo rồi. Khó cho Music rồi. Một phát bao nhiêu máu? Music còn 28 à? 54. À, 60 tiền thì có thể lên cấp. Khó quá. Cố lên Yasuo ơi. Hay này. Thua nhẹ 2 chết. 44 à, không biết còn kịp không ta. Anh gấu 2 làm gì đâu. Hammer này anh em mình phải mua bằng máu. Rồi. Càng thế. Ba con Timo. Nhà không có gì ngoài Timo cả. Vẫn là thua 2 chết. Mình còn 24 máu thôi. Vai không có Timo rồi. Buồn quá anh em ơi. Mình sẽ lấy 5 tiền này. 3 con à? Được, anh còn nhân bản mà. Đây rồi. Ô. Boom. Ôi dồi ôi, con quỷ. Con quỷ ấy, anh em ạ. Được chưa?
tính hết rồi. Chắc phải cho nó một cái ấy cho nó an toàn. Cho cái tà thần cho nó an toàn nha các bạn, đỡ bị sốc đàm. Tìm mô thế giới chưa? Tìm mô 3 sao anh em ơi. Ok. Là xua sốc được đấy. Anh phải cho nó ấn tà thần để nó còn hồi máu anh em ạ, hồi sinh ấy. Boom. Boom. Ok, GG. Timo tà thần 3 sao ạ. May là có nhân bản tường cỡ lớn đấy, không là anh em mình coi như là cút luôn. Anh em đang xem thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Thank you tất cả anh em.